Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, công dân bị xóa đăng ký tạm trú trong 8 trường hợp sau đây. Điều 29 Luật Cư trú 2020 quy định, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, công dân sẽ bị xóa đăng ký tạm trú đối với 8 trường hợp sau đây thay vì 5 trường hợp như hiện nay. 1. Chết, có quyết định của tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết. 2. Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký tạm trú do việc đăng ký tạm trú không đúng thẩm quyền, đối tượng, điều kiện. 3. Vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú từ 6 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác. 4. Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. 5. Đã được đăng ký thường trú tại chính nơi tạm trú. 6. Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác. 7. Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý cho tiếp tục sinh sống tại chỗ ở đó. 8. Người đăng ký tạm trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.